Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta đến với bài số 3, Lời sông núi. Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất, những buổi ngày xưa vọng nói về, của Nguyễn Đình Thi. Giới thiệu bài học. Trong suốt chiều dài lịch sử, biết bao thế hệ người Việt Nam đã hy sinh xương máu để xây đắp và gìn giữ đất nước mình. Gia tài vô cùng quý báu trong truyền thống của người dân người Việt Nam và lòng yêu nước là sự gắn bó máu thịt với quê hương xứ sở. Lòng yêu nước thể hiện ở hành động đấu tranh dựng nước và giữ nước, ở các giá trị tinh thần được tạo ra. Trong đó có những ánh văn sống mãi với thời gian. Với bài học này, em sẽ đọc một số bài văn nghị luận đặc sắc được viết nên bởi những con người kiệt xuất, những nhân vật lịch sử có trọng trách đối với đất nước, kết tinh hào khí của cha ông trong công cuộc chống giặc ngoại xâm. Các văn bản trong bài ra đời vào những thời đại khác nhau nhưng vẫn đồng điệu ở tình cảm yêu nước và đều là mẫu mực của văn bản nghị luận kết nối với chủ đề bài học, là một bài thơ nổi tiếng trong lịch sử văn học dân tộc. Ra đời cách đây hơn 1.000 năm, thể hiện ý chí độc lập, tự chủ của cha ông ta, yêu cầu cần đạt nhận biết được nội dung bao quát luận đề, luận điểm, lý lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản nghị luận. Phân tích được mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lý lẽ và bằng chứng, vai trò của luận điểm, lý lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện luận đề, phân biệt được lý lẽ, bằng chứng khách quan, có thể kiểm chứng được với ý kiến đánh giá chủ quan của người viết, liên hệ được nội dung nêu trong văn bản với những vấn đề của xã hội đương đại, nhận biết được đặc điểm và chức năng của các kiểu đoạn văn diễn dịch quy nạp, song song phối hợp biết vận dụng trong tiếp nhận và tạo lập văn bản, viết được văn bản nghị luận về một vấn đề của đời sống, biết thảo luận ý kiến về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi, nắm bắt được nội dung chính mà nhóm đã thảo luận và trình bày lại được nội dung đó, có tinh thần yêu nước, có trách nhiệm đối với những vấn đề của cộng đồng. Sau đây chúng ta đến với phần đọc. Tri thức ngữ văn, luận đề, luận điểm trong văn bản nghị luận. Luận đề là vấn đề được bàn luận trong văn bản nghị luận. Vấn đề đó có tính chất bao trùm xuyên suốt văn bản. Mỗi văn bản nghị luận thường chỉ có một luận đề. Luận đề có thể được nêu rõ ở nhan đề, ở một số câu hoặc có thể được khái quát từ toàn bộ nội dung của văn bản. Luận đề trong văn bản nghị luận xã hội là hiện tượng hay vấn đề của đời sống được nêu để bàn luận. Luận điểm là các ý triển khai những khía cạnh khác nhau của một luận đề trong văn bản nghị luận. Qua luận điểm được trình bày, có thể nhận thấy ý kiến cụ thể của người viết vấn đề được bàn luận. Mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lý lẽ, bằng chứng trong văn bản nghị luận. Luận đề, luận điểm, lý lẽ và bằng chứng là những yếu tố có mối liên hệ chặt chẽ với nhau trong văn bản nghị luận. Mối liên hệ này có tính tầng bậc như đã nêu trên. Văn bản nghị luận trước hết phải có một luận đề. Từ luận đề, người viết triển khai thành các luận điểm. Mỗi luận điểm muốn có sức thuyết phục cần được làm rõ bằng các lý lẽ và mỗi lý lẽ cần được chứng minh bằng các bằng chứng cụ thể. Có thể hình dung mối liên hệ này qua sơ đồ sau.
Luận đề suy ra luận điểm 1, luận điểm 2. Luận điểm N. Luận điểm điểm 1 gồm có lý lẽ bằng chứng, luận điểm 2 gồm có lý lẽ bằng chứng. Luận điểm N lý lẽ bằng chứng. Đoạn văn diễn dịch quy nạp song song phối hợp. Diễn dịch quy nạp song song phối hợp là các kiểu đoạn văn được phân biệt dựa vào cách thức tổ chức triển khai nội dung. Việc phân biệt các kiểu đoạn văn này liên quan đến chủ đề, tức là câu thể hiện nội dung bao quát của đoạn văn. Đoạn văn diễn dịch, đoạn văn có câu chủ đề được đặt ở câu ở đoạn đầu đầu đoạn. Những câu tiếp theo triển khai các nội dung cụ thể làm rõ chủ đề của đoạn văn. Đoạn văn quy nạp, đoạn văn triển khai nội dung cụ thể, từ đó mới khái quát nội dung chung, được thể hiện bằng câu chủ đề ở cuối đoạn văn. Đoạn văn song song, đoạn văn không có câu chủ đề, các câu trong đoạn có nội dung khác nhau nhưng cùng hướng tới một chủ đề. Đoạn văn phối hợp, đoạn văn kết hợp diễn dịch và quy nạp với quy nạp có câu chủ đề ở đầu đoạn và cuối đoạn. Bài giảng của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em ở các bài giảng tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ kênh cho thầy.